đun nước rồi, bò gà vào luộc lên cho chín. Xong ta nấu mì, bò hành vào, bò thịt vào là ta đun lên. Cua tôm với lại thịt bò, ta sẽ cho thêm màu hành. Cơm chiên các mặn bì sườn, ta sẽ nấu thịt chiên giòn. Ta thêm nước dừa, đổ bột vào làm thêm bánh ít. Thêm con cá trình, đổ nước màu, đổ xì dầu là ta ăn cơm. Nghiệp kén cúc, diêu kén cúc, cúc ngay.